Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, xin chúc cho tất cả các thầy cô giáo, cán bộ, viên chức, người lao động, ngành giáo dục đào tạo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp chồng người. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Lễ tưởng niệm các chiến sĩ Nam Tiến hy sinh và đồng bào Lạc Dao tử nạn năm 1945. Tai nạn giao thông, nỗi lo của những người tham gia giao thông. Ngành giáo dục đào tạo tỉnh Đắk Lắk vững bước trên chặng đường đổi mới. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, ý nghĩa mô hình ngày thứ hai không viết, ngày thứ tư trực tuyến. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 20 tháng 11 nhằm ngày 27 tháng 10 âm lịch, Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức lễ tưởng niệm các chiến sĩ Nam Tiến hy sinh và đồng bào Lạc Dao tử nạn năm Ất Dậu 1945. Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu đã thành kính dâng hương và cùng ôn lại truyền thống lịch sử ngày 27 tháng 10 năm Ất Dậu. Sau khi nước ta giành độc lập, tháng 11 năm 1945, thực dân Pháp trở lại đánh chiếm các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với âm mưu thôn tính toàn miền Nam nước ta từ vĩ tuyến 16 trở vào. Lúc này, hàng ngàn người con ưu tú theo tiếng gọi Tổ quốc đã hành quân Nam Tiến, tiếp sức cho đồng bào miền Nam. Đội quân Nam Tiến gồm các chi đội, đơn vị giải phóng quân được thành lập tại thủ đô Hà Nội, có nhiệm vụ tham gia bảo vệ thành quả cách mạng sau Quốc Khánh, đồng thời được huấn luyện để bổ sung lực lượng cho miền Nam. Ngày 1 tháng 12 năm 1945, đội quân Nam Tiến vừa đến thị xã Buôn Ma Thuột đã phải chiến đấu với quân Pháp. Tuy trận chiến không cân sức, nhưng các chiến sĩ Nam Tiến cùng với quân và dân thị xã Buôn Ma Thuột đã kiên cường đánh trả. Các chiến sĩ Nam Tiến hy sinh và nhiều đồng bào tử nạn trong trận chiến. Nhằm tưởng nhớ lòng quả cảm, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Nam Tiến và đồng bào tử nạn, nhân dân Lạc Dao đã lấy ngày 27 tháng 10 âm lịch hàng năm làm ngày giỗ và lập đài tưởng niệm tại nơi các chiến sĩ hy sinh. Hiện nay là số 5 đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột. Ngày 24 tháng 4 năm 2015, địa điểm lưu niệm các chiến sĩ Nam Tiến được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia. Tại lễ tưởng niệm, lãnh đạo các sở ngành, lực lượng vũ trang và người dân thành phố Buôn Ma Thuột đã kính cẩn, nghiêng mình, dâng nén hương, vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng thời nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác đền ơn đáp nghĩa. Hăng hái thực hiện các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, giàu bản sắc. Thực hiện nghị quyết 23 ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh Đắk Lắk khẩn trương xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 23 theo hướng phát triển xanh, hài hòa và bền vững. Đắk Lắk là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, an ninh quốc phòng đối với Tây Nguyên và cả nước. Quy mô kinh tế của tỉnh đứng đầu vùng Tây Nguyên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 20 năm qua, từ năm 2001 đến năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk đạt 13,8% một năm. Để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng đến công tác thu hút và kêu gọi đầu tư các dự án vốn đầu tư ngoài ngân sách. Từ năm 2016 đến nay, Đắk Lắk đã thu hút được 347 dự án đầu tư với số vốn đầu tư đăng ký trên 80.000 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk khẩn trương xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 23 và nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù đối với thành phố Buôn Ma Thuột. Điều chỉnh hợp lý chiến lược các ngành lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là các ngành còn nhiều dư địa, để phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững dựa trên 4 trụ cột tăng trưởng là phát triển các sản phẩm nông lâm sản lợi thế quy mô lớn chất lượng cao, xuất khẩu lớn, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và sản phẩm năng lượng tái tạo quy mô lớn, kinh tế đô thị hạ tầng số, hạ tầng thủy lợi, dịch vụ, logistics, du lịch dựa trên nền tảng số, kinh tế số, xã hội số. Quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại để thúc đẩy Đắk Lắk sớm trở thành trung tâm vùng.
Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 200 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có 300 sản phẩm OCOP, có ít nhất 150 chủ thể kinh tế tham gia OCOP. Hiện tỉnh Đắk Lắk đã có 72 sản phẩm OCOP, trong đó có 8 sản phẩm đạt 4 sao, 64 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm OCOP của tỉnh chủ yếu tập trung vào 6 nhóm ngành hàng là nhóm thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm nội thất, trang trí, dịch vụ du lịch, nông thôn, bán hàng. Để triển khai thực hiện chương trình OCOP thời gian qua, Đắk Lắk đã từng bước thực hiện các khâu triển khai tập huấn, lựa chọn sản phẩm, phối hợp với các cơ sở sản xuất kinh doanh, nâng cấp chất lượng, mẫu mã, đáp ứng bộ tiêu chí bắt buộc của chương trình. Cùng với đó, hàng năm các sở ban ngành liên quan của tỉnh cũng đã tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP thông qua việc tham gia hội chợ triển lãm trưng bày các sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng trong và ngoài tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã trồng được 1.976 hecta, đạt 108,7% vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, trồng rừng phòng hộ đặc dụng 20 hecta, trồng rừng sản xuất 1.956 hecta. Để hoàn thành sớm công tác trồng rừng ngay từ đầu năm, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng phối hợp, các cơ sở ươm cây giống chủ động về nguồn giống theo đúng cơ cấu nhu cầu của người dân. Tuyên truyền vận động người dân tận dụng quỹ đất trống cũng như sử dụng các loại cây giống phù hợp để trồng hết diện tích. Kết hợp việc trồng rừng với khoanh nuôi, chăm sóc và bảo vệ, chủ động rà soát trồng thay thế, bổ sung những diện tích bị chết kịp thời. Cùng với diện tích rừng trồng mới, tỉnh cũng đã triển khai thực hiện trồng cây phân tán được gần 172.000 cây, đạt 86%, tại các công viên, các tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Thưa quý vị và các bạn, Liên Hiệp Quốc chọn ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ, nhằm tưởng nhớ những người bị thiệt mạng do tai nạn giao thông. Và cảm thông chia sẻ với nỗi đau của người thân gia đình có người bị tai nạn giao thông, kêu gọi ý thức ngăn ngừa tai nạn giao thông đường bộ. Trong 10 tháng năm 2022, toàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 179 vụ tai nạn giao thông, là 131 người chết, 95 người bị thương. Phần lớn các vụ tai nạn giao thông là do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân còn thấp. Không ít những hành vi xem thường luật giao thông đường bộ như phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng trên đường, điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia. Tuy mức phạt vi phạm đã tăng lên nhưng tình trạng người tham gia giao thông vi phạm vẫn diễn ra nhiều. Trung bình mỗi tháng, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện lập biên bản trên 4.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ trên 1.300 phương tiện giao thông các loại. Trên tuyến đường bộ thì chúng tôi tăng cường lực lượng bố trí phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra kiểm soát tập trung vào những cái cung đường tiềm ẩn những cái nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông ở những khung giờ thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và những cái điểm đen có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao. Tiếp tục khai thác có hiệu quả hệ thống giám sát xử lý vi phạm qua hình ảnh các phương tiện, thiết bị kỹ thuật cân tải trọng nhằm xử lý có hiệu quả đối với những cái vi phạm là những nguyên nhân xảy ra cái tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông là nỗi lo lớn nhất của mỗi người khi tham gia giao thông. Những khẩu hiệu tuyên truyền về an toàn giao thông có mặt nhiều nơi, nhắc nhở người lái xe cần đảm bảo các quy tắc khi tham gia giao thông, nhưng nhiều người vẫn chủ quan rồi gây ra những vụ tai nạn đau lòng. Vào cái mùa này á, là ví dụ như là xe cày nè, người dân người ta đi rẫy đi đồ nè, đó là em thấy là rất là bất tiện, nhất là chiều tối như em đi làm về chẳng hạn. Em rất là sợ, cho nên là hôm nay có các anh phỏng vấn đây thì em cũng mong rằng là gửi đến những người dân của chúng ta. Đó, mặc dù là vào mùa nhưng mà mình cố gắng, mình đi an toàn một chút xíu. Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ năm 2022, Ban An toàn Giao thông tỉnh Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh các hoạt động như tuyên truyền phổ biến rộng rãi về mục đích ý nghĩa của sự kiện, những đau thương mất mát do tai nạn giao thông gây ra, những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội. Một số thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền như tính mạng con người là trên hết, đã uống rượu bia không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, đi đúng phần đường, làn đường.
các hoạt động hưởng ứng lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, thì là nhằm mục đích cảnh báo toàn xã hội tai nạn giao thông là một cái thảm họa thực sự. Vì vậy mỗi người khi tham gia giao thông cần phải là chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông, kể cả phương tiện, người điều khiển và phương tiện, an toàn kỹ thuật của phương tiện. Trong cái hoạt động năm nay thì Ủy ban Toàn Giao thông Quốc gia thì kêu gọi mỗi người dân Việt Nam vì sự phát triển bền vững của đất nước cũng như vì sự an toàn của bản thân mà phải tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ngoài nỗ lực của các cơ quan chức năng thì để kéo giảm tai nạn giao thông, để tai nạn giao thông không còn là nỗi đau của nhiều gia đình và xã hội thì hơn hết mỗi người cần có ý thức nghiêm túc, tuân thủ luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Trải qua hơn 47 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, lực lượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục Đắk Lắk ngày một phát triển. Các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên của ngành luôn đoàn kết phấn đấu, chấp nhận gian khổ, vượt lên hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, bám trường, bám lớp, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đắk Lắk, những ngày mới giải phóng. Cùng với nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, những kỹ sư tâm hồn trong ngành giáo dục của chính quyền cách mạng phải đối mặt với nhiệm vụ rất nặng nề, đó là tiếp nhận quản lý cơ sở vật chất trường lớp bị chiến tranh tàn phá. Tuyên truyền vận động thuyết phục người dân đưa con em tới trường để học cái chữ của Bác Hồ, củng cố ổn định và chuẩn bị mọi mặt để giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk bước vào năm học 1975-1976, năm học đầu tiên sau khi đất nước thống nhất. Thế thì chỉ sau khoảng một thời gian, khoảng một tháng, anh em chúng tôi là tổ chức lại trường lớp, tổ chức lại cái bộ máy giáo dục của ti, bộ máy giáo dục của các phòng giáo dục, các huyện, rồi các trường, đặt tên cho các trường, tổ chức lại ban giám hiệu, giáo viên và học sinh. Thế sau một tháng thì học chuyển tiếp của cái năm học 1974-1975 để làm sao các em nó thi tốt nghiệp và nó thi đại học đối với lớp 12 cho kịp với cái học sinh ở miền Bắc. Thì phải nói là cái việc đó là việc cực kỳ khó đối với anh em chúng tôi. Từ 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ lúc ban đầu, sau nhiều lần chia tách, sắp nhập theo yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn, đến nay Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk có 7 phòng chuyên môn nghiệp vụ, quản lý chuyên môn đối với 63 đơn vị. Quy mô trường lớp ở các cấp học ngày một phát triển, toàn tỉnh hiện có trên 1.000 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông, tỷ lệ trường học kiên cố đạt trên 70%, trường học đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ gần 56%. Đắk Lắk được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ năm 1999, đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2009, đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2010, đạt phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi năm 2016. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông bình quân hàng năm đạt trên 96%, chất lượng giáo dục mũi nhọn được chú trọng, đạt thành tích cao, nhiều năm liền Đắk Lắk dẫn đầu các tỉnh khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về thành tích học sinh giỏi trung học phổ thông quốc gia. Năm nay là 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam, thì đây là thời gian để chúng ta, để tôi có dịp nhìn lại cái nghề nghiệp của mình. Về cái truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam, cũng như về cái sự phát triển của giáo dục Việt Nam. Đối với học sinh thì hiện tại là đang có một cái công cuộc đổi mới toàn diện của ngành giáo dục, thì các em học sinh có được những cái điều kiện rất là thuận lợi để có thể phát triển hết cái khả năng. Thì muốn nhắn nhủ với các em là phải cố gắng hết mức để sau này cống hiến nhiều nhất cho đất nước. Thực hiện nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và các nghị quyết chương trình kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, những năm qua ngành giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đã không ngừng đổi mới về công tác quản lý, phương pháp dạy học, đẩy mạnh công nghệ thông tin,
tăng cường dạy học ngoại ngữ, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số, triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021 và các khối lớp tiếp theo của cấp học phổ thông theo đúng lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra và theo đúng kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bước đầu có những kết quả đáng phấn khởi. Về cái cách dạy học á, về giáo dục á, thì phải luôn luôn đặt mình vào cái vị trí là của học sinh để mình thấu hiểu học sinh hơn, từ đó mình mới khơi dậy được cái tinh thần ham học của các em. Còn mình dạy học theo hướng một chiều thì không có được. Như vậy trước đây người ta thường nói là môi trường dạy học thân thiện, nhưng bây giờ ta có thể phát triển ra thì môi trường dạy học bây giờ là một môi trường dạy học phải hạnh phúc. Khi bắt đầu thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông cũng trùng với thời gian mà toàn xã hội và ngành giáo dục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức to lớn do đại dịch COVID-19 gây ra. Mỗi nhà trường, mỗi địa phương phải có những phương án kịch bản riêng phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình cấp độ dịch bệnh, luôn phải trong tư thế sẵn sàng để chuyển đổi trạng thái dạy học. Với phương châm tạm dừng đến trường, không dừng học, các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình, giao bài được các nhà trường vận dụng linh hoạt để đảm bảo tiến độ chương trình. Trong 40 năm qua, thì ngành giáo dục đào tạo của tỉnh nhà đã có những cái bước phát triển mạnh mẽ, phát triển vượt bậc cả về quy mô cũng như là chất lượng giáo dục. Cụ thể đó là cái mạng lưới trường lớp. Tính đến năm học 2022-2023 hiện nay đó, thì đã phủ kín đến tận thôn buôn, tận những vùng sâu vùng xa để tạo những cái điều kiện cho con em các dân tộc trên địa bàn của tỉnh tham gia học tập ở các cái cấp học, ngành học. Và chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh nhà từng bước được nâng lên, và đặc biệt là chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số cũng đã dần rút ngắn so với các cái vùng có điều kiện thuận lợi hơn. Thấm nhuần lời dạy của Bác, vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Hơn 47 năm qua, lớp lớp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo Đắk Lắk luôn phát huy truyền thống cách mạng của quê hương 10 tháng 3 anh hùng. Không ngừng nỗ lực, sáng tạo, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được sao, để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Những kỹ sư tâm hồn trên mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió đang lặng thầm bắc cầu kiều để cho đàn em thân yêu mang theo hành trang tri thức, vững bước vào đời. Trong giai đoạn mới, ngành giáo dục và đào tạo Đắk Lắk sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được, xác định rõ những chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu để phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra, đó là phát huy và tăng cường sức mạnh đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp hướng tới chính quyền điện tử, vào tháng 10 năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công tỉnh Đắk Lắk đã triển khai mô hình ngày thứ hai không viết, ngày thứ tư trực tuyến. Qua đó đã nhận được sự phản hồi tích cực từ người dân doanh nghiệp. Đây cũng là cách mà cán bộ viên chức trung tâm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ xã Giang Ca, huyện Krông Bông đến Trung tâm Dịch vụ Hành chính công tỉnh Đắk Lắk làm thủ tục đổi lại bằng lái xe. Anh Huỳnh Ngọc Minh rất hài lòng với tinh thần thái độ làm việc của cán bộ viên chức nơi đây. Anh đã được nhân viên viết hộ các thông tin vào hồ sơ, sau đó xác thực và chỉ 15 phút sau, anh đã hoàn tất các giấy tờ thủ tục. Dạ, tôi đến đây là để đổi bằng lái và được các anh em nhân viên ở đây hỗ trợ, hướng dẫn cho tôi. Vì mọi cái tôi không biết, anh em đều hỗ trợ và chỉ viết hộ cho tôi. Chỉ trong vài phút là xong mọi thủ tục, tôi thấy rất là được ok, nhanh gọn. Mô hình ngày thứ hai không viết, tức là vào ngày thứ hai hàng tuần khi tổ chức cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính sẽ được công chức viên chức người lao động tại trung tâm viết hộ các loại giấy tờ hồ sơ khi có nhu cầu. Sau đó hướng dẫn người dân nộp hồ sơ tại các quầy tương ứng. Tổ chức cá nhân chỉ việc ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ hồ sơ theo quy định.
Còn ngày thứ tư trực tuyến là vào thứ tư hàng tuần khi tổ chức cá nhân đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đã cung cấp mức độ 3-4 sẽ được công chức viên chức tại trung tâm hướng dẫn hoặc nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc hệ thống chuyên ngành, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được nộp ở mức cao nhất theo quy định. Việc triển khai mô hình không chỉ hướng tới sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp mà còn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, kỷ cương của nền hành chính đối với công chức viên chức của trung tâm. Mô hình là thứ hai người dân không viết là mình viết hộ cho người dân, tức là viết hộ kiểu như là những người mà không biết chữ, với lại những người già hoặc là những người mà mắt kém mình có thể viết hộ. Còn ví dụ những người mà viết được á thì mình có thể là hướng dẫn cho người ta viết. Đối với những cái thủ tục hành chính đã được công bố mức độ 3-4 thì công chức các sở ban ngành và phối hợp với nhân viên của trung tâm sẽ hướng dẫn người dân nộp thủ tục hành chính mức độ nộp trực tuyến hoặc online. Nếu trường hợp mà một số cái đối tượng mà không thể nộp được thì công chức và nhân viên đây có thể là nộp hộ. Mục đích của cái việc này là giúp cho người dân tiếp cận được với một nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại và hướng đến cái chính quyền điện tử. Người dân dần quen với lại cái việc mà nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà hay là bất cứ đâu mà có kết nối mạng internet, giảm tải cái thời gian và chi phí đi lại trung tâm cho những cái lần mà nộp thủ tục hành chính tiếp theo. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ Hành chính Công tỉnh cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt những giấy tờ, thủ tục không cần thiết. Tính từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tiếp nhận gần 120.000 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 98,82%, tiếp nhận 60.800 hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3-4. Trung tâm cũng đã có văn bản xin lỗi 16 trên 16 hồ sơ giải quyết quá hạn, thực hiện niêm yết trên Cổng Dịch vụ Công tỉnh.